Món ăn gì thế nhỉ? Viết bởi Nguyên Anh, minh họa bởi Nga Coca. Chà, nguyên liệu của món ăn gì thế bé nhỉ? Cơm. Cá hồi. Dưa chuột. Cơm. Cá hồi. Thế đây là nguyên liệu của món gì? Xà lách. Thế đây là nguyên liệu của món gì? Bánh mì. Dạ, chính là doner kebab. Vậy món ăn gì có những nguyên liệu này hả bé? Chanh, ớt, rau giá, phở. Là món phở đây mà, thật ngon mắt. Còn nguyên liệu này của món gì nào? Xương lợn, bí đỏ, rau mùi. Hóa ra là món súp bí đỏ. Bé đoán xem nguyên liệu là món gì đây? Đĩa quả, lê, sữa chua, cam, táo. Đúng rồi, là sữa chua hoa quả. Đây là nguyên liệu của món gì vậy? Trứng, mì Ý. Đó là món mì Ý mà. Chắc chắn đây là nguyên liệu của món... Bột mì, trứng, sữa tươi, gia vị, đùi gà. À, chính là món gà rán đấy. Thế còn đây là nguyên liệu của món gì bé ơi? Khoai tây. Hành tây, cà chua, chanh, gia vị, rau xanh, sốt trộn. À, là món salad con rất thích ạ. Ghép tên món ăn với hình ảnh tương ứng. Sushi. Salad. Súp bí đỏ. Mì Ý. Phở. Sữa chua hoa quả. Tìm món ăn tương ứng với nguyên liệu. Hãy kể tên ba món ăn mà bé thích nhất nhé.